натянуто, чтобы поток воды не утащил по корням, поэтому несет вообще ужас. Я попробовал поплыть и испугался. Вот оттуда вот я попробовал. Và tiếp theo chúng ta sẽ theo dõi và nghe một loạt nhạc cụ rất là đặc biệt đối với đồng bào nước Tây. Tôi xin giới thiệu với quý vị, đây gọi là tà lẹ bên đời. Ngày xưa người đất Tây người nào có vị thế từ lịch gì đó cũng có quyền sử dụng loại ca sáo này. Đó là ngày xưa. Còn bây giờ thì qua sự giao thoa giữa các dân tộc anh em của chúng ta, tôi xin nhắn lời nhạc cụ mang ý nghĩa từ lịch này và tham gia thực hiện. Nhạc cụ giới thiệu các văn hóa như từ mỗi dân tộc anh em của chúng ta. Đặc biệt loại nhạc cụ này nó được chế tác từ một loại nhạc cụ thô sơ của đồng bào phương Tây. Đầu tiên loại nhạc cụ đồng bào phương Tây của chúng ta là như vậy, chỉ có quả bầu và cây trúc tạo nên âm thanh, và nó được biến tấu thêm hơn nữa trở thành một loại nhạc cụ hiện đại hơn, cũng là loại nhạc cụ Kalimba, nhưng chất liệu của nó bằng nhựa. Để nghe chúng ta sẽ nghe